Ở cuối tập 34, Khô Lâu Trí Tiên đã kể cho Bạch Thu Nhiên biết về một thời đại tồn tại trước khi Tiên Đế xuất hiện, trên mảnh đất này còn một có chủng tộc khác, đó chính là thời đại của thần. Chúng ta cùng xem tiếp câu chuyện ở tập này nhé. Ở thời đại của thần, có một thiên đấu chịu được áp lực từ thần giới, để tiên đế thành công truyền pháp, khiến nhân loại có được cơ hội tạm nghỉ. Từ nội dung của bức họa đó, thiên đấu thời kỳ đầu này, hắn rõ ràng có chân nguyên. Nhắc đến hai chữ chân nguyên, Bạch Thu Nhiên giống như nghe được chân lý của Đảng, được ánh sáng của Đảng chiếu rọi khai sáng trong lòng hắn tiếng răng rắc nứt vỡ khai thông mọi bế tắc mọi bất lực trong lòng hắn cuối cùng cũng có một tia hy vọng hiện hữu bạch thu nhiên lúc này như muốn bùng nổ vui sướng xúc động đến nỗi rưng rưng nước mắt quá tuyệt vời thế giới này vẫn còn có hy vọng bạch thu nhiên lúc này bộ dáng như một đứa trẻ sắp được đi mua đồ chơi hắn liền lập tức cầm khô lâu chí tiên lên lắc lên lắc xuống vẻ mặt hớn hở hỏi ta phải làm thế nào mới tìm thấy hắn khô lâu chí tiên chóng hết cả mặt vội nói ngươi bình tĩnh đã nào thiên đố thời kỳ đầu đã biến mất từ đó ta đoán trong cuộc chiến với thần hắn đã bị giết chết rồi nhưng nếu ngươi vẫn muốn tìm có thể tới man hoang tìm kiếm những di tích còn lưu lại từ thần đại thượng cổ bạch thu nhiên quá phấn khích tay liền vô thức đánh ra một trưởng đi thôi di tích ở đâu trí tiên động phủ bị một trưởng này đánh vỡ một lỗ xe rách ra một vết rách không gian đen kịt phía trước bạch thu nhiên liền chạy thẳng tới đó thì khô lâu trí tiên vội vã lên tiếng ngăn cản nói đừng bên đó là sân thử luyện oán hận tòa cổ thành này của ta ngươi đừng có mà phá tòa cổ thành này vẫn còn rất nhiều công dụng đấy đang hí hửng chạy đi thì bạch thu nhiên liền lập tức dừng chân lại bạch ca đưa tay gãi đầu ngại ngùng ấp úng nói ồ xin lỗi do ta vội quá vết rách không gian lúc này cũng đang dần khép lại trí tiên khô lâu liền nói nếu ngươi muốn ra ngoài ta dạy ngươi truyền tống chi pháp cho dù ngươi hiện giờ có sông đi tìm trải qua chục nghìn năm sóng to gió lớn những di tích đó sớm đã bị vùi lấp tận đâu rồi hơn nữa lần ta nhìn thấy di tích thần đại đó cũng là do trùng hợp mà thôi Bạch Thu Nhiên mặt có chút thất vọng hỏi: "Thế bây giờ ta nên đi đâu nào?" Yêu giới, ngươi biết chứ? Ngươi đi tới Yêu Hoàng Lăng, nơi đó có manh mối liên quan tới thần đại." Bạch Thu Nhiên nhân mặt bất đắc dĩ nói: "Ta từng đi Yêu Hoàng Lăng rồi, nơi đó chẳng có manh mối gì liên quan tới thần giới cả." Trong lòng Bạch Ca thầm nghĩ, lão tử không những đi rồi, thậm chí còn chém chết Hoàng thất Yêu tộc cơ. Khô Lâu Chí Tiên liền nói: "Đó là vì ngươi tìm nhầm nơi, nơi ta muốn ngươi tìm chính là Lăng mộ Yêu Hoàng đời đầu tiên cơ. Yêu Hoàng đầu tiên giống như tiên đế, cũng là sự tồn tại từ thời đại của thần ngươi đã sống ba nghìn năm rồi cũng chẳng cần vội vàng làm gì ta chuyển cho ngươi truyền tống chi pháp không gian trước chúng ta đi từng bước một chuyển cảnh ra bên ngoài đại điện cuối cùng của ngũ âm xí thịnh nhược vi cầm dao cùng một đám đệ tử của ngũ đại tông phái lẫn ma môn liên hợp đều đang yên lặng đứng ở đây chờ kiếm tổ của bọn hắn đi ra bất ngờ có tiếng kéo kẹt bạch thu nhiên cuối cùng cũng đẩy cửa đi ra ngoài bạch thu nhiên lúc này tay cầm theo cái đầu lâu nhìn tất cả mọi người cười cười nói Ồ ta bình an ra ngoài rồi tụi nhóc này cũng nháo nhác hô lên kiếm tổ kiếm tổ tiền bối ra rồi nhưng mà chỉ trừ một người lại không thấy vui vẻ lắm không ngoài ai khác chính là báo đời rú lép nhược vi nàng hét lớn khoan đã sau đó nàng tiến lên trước một bước tay giơ cao khô linh kiếm nói lớn mọi người đừng cử động cái đệt bạch thu nhiên thầm chửi trong lòng bởi hắn biết con đệ tử láo toét này của mình sắp làm gì rồi y rằng nhược vi lúc này đã thủ thế lấy đà tay cầm ngọc giản của bạch thu nhiên đưa cho giơ ngược về sau chuẩn bị ném thẳng mặt bạch thu nhiên nàng nói người không có phận sự lùi ra sau bị chết thì bổn cô nương không phụ trách đâu bạch thu nhiên cũng đến ạ à con nghịch đồ muốn khi sư diệt tổ này hắn quát lớn đợi đã nghịch đồ nhà ngươi không cho phép ném ngọc giản ta cho ngươi và người của ta tùy tiện như thế nếu không ta sẽ đọc thơ trước mặt tất cả mọi người đấy đang định ném thì nghe câu này của bạch thu nhiên cả ngươi nhược vi liền cứng ngắc lại đứng ở đó mắt tối sầm lại cầm dao lúc này tiến lại gần nhược vi khuyên ngăn nói được rồi nhược vi sư muội kiếm tổ tiền bối này chắc chắn là thật nếu như kiếm tổ tiền bối bị đoạt xá vậy thì tất cả mọi người ở đây đều đã gặp phải chuyện chẳng lành rồi bạch thu nhiên tiến lại gần nhược vi gật đầu đồng ý với lời cầm dao nói đúng thế đúng thế sau đó hắn đưa tay xoa đầu nhược vi nói đồ nhi ngươi nên học hỏi lý sư tỷ nhiều vào lúc này nên động não một tí đừng cứ luôn tìm cơ hội dùng việc công để báo thù riêng bị nói chúng tim đen nhược vi cứng họng không biết nói gì cả cầm dao lúc này tiến sát cạnh ôm lấy cánh tay bạch thu nhiên nàng vẻ mặt hào hứng nhìn bạch ca hỏi kiếm tổ tiền bối có phải có thu hoạch lớn gì không nhìn mặt người có vẻ rất vui bạch thu nhiên liền nói đúng vậy đi thôi chúng ta đổi chỗ khác rồi nói sau đó bạch ca tay cầm khô lâu trí tiên dơ cao lên nói lớn đi thôi bây giờ chúng ta vượt ải rồi bất ngờ lúc này một làn xương đen xuất hiện bao phủ xung quanh cả đám lại khiến đứa nào đứa nấy đều có chút giật mình chỉ trong giây lát làn xương đen tản đi tất cả mọi người đã được dịch chuyển đến một chỗ khác xuất hiện trước mắt chúng đệ tử là một đại môn khổng lồ màu đỏ trên đó có ghi ba chữ địa tiên giới chúng đệ tử đều bị giật mình kinh hãi địa tiên giới đây là đâu tiên bối thần thông thật đấy đây chính là pháp môn dịch chuyển không gian mà khô lâu chí tiên dạy cho bạch thu nhiên lúc vừa nãy lâm phàm bất ngờ lên tiếng hỏi tổ sư thúc nơi này là đâu vậy bạch thu nhiên trong tay liền giơ khô lâu chí tiên lên lão chí tiên liền nói lớn phía trước chính là nơi các ngươi chân chính được phần thưởng vượt ải lâm phàm bất giác giật mình kinh hãi liền lùi lại ơ cái đầu lâu này biết nói chuyện khô lâu trí tiên lúc này không biết đang quát đứa nào ha tên nhóc con này lại dám tô vẽ bừa bãi ở thiên môn của ta cái gì mà địa tiên giới chứ cả ngày nói linh ta linh tinh mơ mộng hão huyền vu xảo mai cũng thắc mắc liền hỏi bạch thu nhiên sư công cái đầu lâu này là bạch thu nhiên giơ trí tiên khô lâu lên rồi nói đây là chủ nhân của tòa động phủ này ừ chủ nhân vốn có của nó khô lâu trí tiên liền lên tiếng nói xin chào các nhà đầu tiểu tử nhé ta là tiên nhân sở hữu đại trí tuệ mà trời ban cho các ngươi có thể gọi ta là trí tiên cơ mà tụi nhóc bên dưới này nhìn mặt có vẻ chúng không có tin cẩm dao nãy giờ vẫn cứ kè kè bên cạnh bạch thu nhiên nàng lúc này mới lên tiếng hỏi tiền bối vị này cũng là địa tiên sao từng là vậy nhưng mà khô lâu trí tiên khi nhìn thấy cẩm dao thì có chút bất ngờ một lúc sau lão ta mới mở lời nói không ngờ hiện tại ở hậu thế cũng có thể gặp được thiên ma thể còn nhìn thấy được thiên ma thể và thiên đố ở cạnh nhau hiếm có hiếm có bạch thu nhiên lúc này bất chợt hô lớn được rồi được rồi những người vượt ải nghe đây bên trong có các loại công pháp và bảo bối công pháp tùy các người chọn nếu là pháp bảo nghe nói sẽ theo người mà nó có duyên các người cũng có thể thử xem tả nhan phi cẩn thận hỏi kiếm tổ tiền bối bên trong sẽ không có quân mai phục gì chứ khô lâu trí tiên liền nói sẽ không đâu nơi này là vòng mở hòm báu mục đích mở tòa động phủ này chính là để lưu lại truyền thừa cho hậu thế ta sao có thể chuẩn bị cạm bẫy sau khi đã thông qua thử luyện chứ hơn nữa những địa tiên nguy hiểm đó đã bị kiếm tổ của các ngươi thu dọn sạch sẽ rồi bạch thu nhiên chấn an mọi người liền nói thêm như vậy đi các ngươi ở lại đây cố gắng nhìn cố gắng học chốc nữa ta sẽ dẫn các trưởng bối của các ngươi vào đây rõ không lâu sau bên ngoài động phủ trí tiên răng rắc ầm một cái kết giới yên la thương khung bao bọc bảo vệ bên ngoài trí tiên động phủ bị bạch thu nhiên đánh thủng một lỗ chui ra ngoài tiếng nổ ầm ầm hương tuyết lúc này ở trong lều trại của mình đang uống trà cũng cảm nhận được rung động nàng bất giác nghĩ đến bạch thu nhiên ngay lập tức ngắt dòng suy nghĩ của nàng có một đệ tử từ bên ngoài hớt hải chạy vào nói tông chủ kết giới yên la thương khung bị vỡ rồi có ai đó rơi từ trên đỉnh núi trên trời xuống cổ thành trường lão trưởng môn các tông môn khác cũng đã tới xem tình hình rồi ta biết rồi hương tuyết lập tức lao đi ra bên ngoài các ngươi ở yên chỗ cũ ta đi một mình là được trong lòng nàng thầm nghĩ đánh vỡ được kết giới chắc là hắn rồi vèo vèo từ phía xa tông chủ của ngũ đại tông phái cùng các trưởng lão và cả người của ma môn liên hợp đều chạy tới lúc này đứng một mình trên nóc của tòa cổ thành chính là bạch thu nhiên này khoan đã nào tiểu lão đệ ngươi đừng cầm ta như vậy nhột lắm rõ ràng ngươi chỉ còn một cái đầu lâu còn cảm thấy nhột được sao hóa ra là bạch thu nhiên đã dùng một cái dây luồn qua hốc mắt của khô lâu trí tiên rồi treo hắn ở bên hông khô lâu trí tiên có chút không thích nói dù sao thì chạm vào hồn hỏa của ta ta sẽ cảm nhận được phiền ghê cũng không thể mang vào những chữ vật được ngươi chịu đựng được như này một lát nữa đi Bạch Thu Nhiên ánh mắt chợt nghiêm túc nhìn cả đám đang chạy tới đây. Người đến đầu tiên là Hương Tuyết, sau đó là Đào Minh Dương Minh Chủ của Chính Khí Đạo Minh, cùng với Từ Học Lâm. Sau đó là một đôi anh em họa thánh cùng Bạch Vân Tử cũng tới. Hương Tuyết nhìn cái đầu lâu treo bên sườn của Bạch Thu Nhiên có chút lạ, nàng liền lên tiếng hỏi: tạo hình kiểu gì vậy? Bạch Thu Nhiên lúc này mặc dù là lão tổ của Thanh Minh Kiếm Tông, nhưng nhìn phong cách rất thiên ma tông. Bị Hương Tuyết hỏi, Bạch Thu Nhiên giật mình nói: hả, ô cái này à, mọi người lại đây ta nói luôn cho mọi người biết. Nhưng lúc này, Tuyệt Vân Tử cùng Họa Thánh, hai đứa đang nhìn nhau thầm trao đổi gì đó. Tuyệt Vân Tử vẻ mặt gian xảo bố láo nhìn Bạch Thu Nhiên nói, "Đắc tội rồi, tổ sư thúc." Mãi mới có cơ hội ra tay với Bạch Thu Nhiên, mấy đứa này sao có thể bỏ qua được. Tuyệt Vân Tử liền ngay lập tức sử dụng chiêu mạnh nhất, nhuệ Kim Kiếm Quyết." Bạch Thu Nhiên lúc này lại dùng cái ánh mắt như lúc nhược vi chuẩn bị ném ngọc giản lần hai vào người hắn để nhìn Tuyệt Vân Tử. "A, à, cả Bạch Vân Tử cũng ra tay." ba cái đứa này đều có thủ riêng với bạch thu nhiên ba bố không ngần ngại sử dụng sát chiêu mạnh nhất đánh ra thiền sư vi trần liền hét lớn nguy hiểm mọi người tránh ra dứt lời mọi người liền ngay tập tức phóng người lao đi cách xa chỗ này tuyệt phân tử hét lớn xông lên dứt lời hắn cũng lập tức chém ra nhuệ kim kiếm quyết chiêu nhuệ kim kiếm quyết này khủng bố hơn gấp trăm nghìn lần lúc lâm phàm đã sử dụng trước đó với bạch thu nhiên từ trên trời vô tận kiếm khí dày đặc như mưa tên đang hung hăng đánh tới người bạch thu nhiên rồi cả chiêu của bạch vân tử cùng lý bằng phi ba sát chiêu của ba người hùng hổ đánh tới bạch thu nhiên bọn oát con này bạch thu nhiên nghiêm túc dùng một tay quét ngang âm 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 cái gì mà nhuệ kim kiếm khí cái gì mà họa thánh cái gì mà bạch vân tử mọi thứ đều bị một phả này đánh tan hết ba đứa lao tuét này đang đứng tụng lại một chỗ cố gắng đưa tay chống đỡ kinh khí của vụ nổ bạo phát ra còn chưa kịp thở thì bạch thu nhiên đã xuất hiện trước mặt cả ba đứa mặt không cảm xúc ba tên nhãi này sợ hãi hét lên a à, còn chưa kịp nói con sai rồi thì đã bị bạch thu nhiên thẳng tay một một vả vêu mồm nhưng riêng tuyệt vân tử lại không bị vả mà hắn bị bạch thu nhiên đạp cho một phát hai đứa bạch vân tử và lý bằng phi mỗi đứa bị một vả cả người lao như đạn bắn đập thẳng vào bức tường của tòa thành ầm ầm lý bằng phi thì bị cắm đầu rất chặt nửa người vào trong tường thành lòi đít ra bên ngoài còn bạch vân tử thì toàn thân bị chìm luôn vào trong tường thành luôn riêng tuyệt vân tử bị bạch thu nhiên cho một đạp hắn bị đá bay văng đi rất xa sau đó bị rơi xuống một hồ nước cả người chìm lìm cắm đầu chìm xuống đáy hồ thiền sư vi trần cùng mục hoan từ học lâm và danh trưởng thần võ thiên quân bốn người đang nấp ở phía xa nhìn bạch thu nhiên đánh ba người kia trong lòng ai nấy cũng khiếp vía thiền sư vi trần chắp tay niệm phật nói a di đà phật xem ra thật sự là kiếm tổ thật rồi mục hoan ưỡn ngực đưa tay trâu gạo nói ái trà hòa thượng thối nhà ngươi sao lúc này không xông lên nữa đi không phải ngươi nói ta không vào địa ngục thì ai vào sao thiền sư vi trần mặt dày nói a di đà phật ba người tuyệt vân tử sư huynh hy sinh thân mình tiểu tăng không được phép giành việc với họ hơn nữa đây cũng không phải địa ngục hương tuyết lúc này cũng lên tiếng nói được rồi được rồi cả thiên hạ này ngoài trừ hắn còn có ai có phong cách như này chứ nhìn là biết thật giả danh trưởng thần võ thiên quân trương nhuệ phi liền thắc mắc nói không đúng tô tông chủ nếu ngươi có thể nhận ra vậy tại sao không bảo đám sư huynh tuyệt vân tử cứ để bọn họ làm những việc tìm chết như này trương danh trưởng đừng quên rằng hương tuyết thuộc ma môn liên hợp chuyện chính khí đạo minh của bọn họ ta động tay động chân vào làm gì hoàng phủ phong lúc này cũng đi tới hắn liền lên tiếng ôi rào thôi đừng cãi cọ nữa kiếm tổ tiền bối tình hình bên trong sao rồi bạch thu nhiên liền nói mọi người cùng vào đi ta sẽ nói rõ cho mọi người sau đó bạch thu nhiên gọi cả đám tập trung lại rồi tay giơ trí tiên lão khô lâu lên nói là như này như này này đại khái là như thế vị này là chủ nhân chân chính của động phủ trí tiên là địa tiên từ thời đại trước chúng ta cứ gọi hắn là trí tiên bạch thu nhiên giới thiệu xong khô lâu trí tiên liền cất giọng chào xin chào các tiểu bằng hữu ta là trí tiên trưởng lão âm linh tông quỷ tử uất liền lên tiếng nói thật là thần kỳ hắn đã không còn hồn phách rồi sao vẫn còn sống cho ta mang đi nghiên cứu được không bạch ca lắc đầu từ chối tạm thời đừng chạm vào hắn trí tiên sẽ dạy các ngươi cách đóng lôi kiếp trận này các ngươi đóng lôi kiếp trận lại sau đó vào động phủ xem xem hi hi cách này khá phức tạp mọi người nhớ kỹ nhé dưới sự chỉ dẫn của trí tiên mọi người đã thành công giải trừ lôi kiếp trận bên ngoài động phủ các tiền bối trưởng lão của các tông môn xông vào như nước lũ sau khi xác nhận mọi người đã an toàn tiến vào bạch thu nhiên một mình tìm một nơi hẻo lánh sau đó phát động pháp thuật triệu hoán quỷ bạch thu nhiên đây muốn là nhờ bạn thân tiết lăng xem xét hộ xem cái tên trí tiên này có vấn đề gì không vừa dùng thuật triệu hoán cái phía sau đã mở ra một cánh cổng nối với âm giới tiết lăng ngay lập tức xuất hiện nhưng mà hắn lại không có đi một mình mà còn dẫn theo em người yêu đi theo tiết lăng lạnh nhạt nhìn bạch thu nhiên nói bạch thu nhiên ngươi tìm ta có việc gì bạch thu nhiên thấy cảnh này rất cay cú thầm chửi trong lòng vãi xoài cái tên khốn này ra ngoài còn phải đi theo đôi muốn cố ý khoe khoang với ta hay gì thấy khuôn mặt méo xẹo của bạch thu nhiên tiết lăng lại hờ hững nói sao nào ngươi hầm mộ à bạch thu nhiên vẻ mặt giận dỗi trong tay liền biến ra hai thanh hắc hồn thạch nói hùng bỏ đi nói chính sự này bên trong có vài hồn phách địa tiên mới mẻ ồ cho ta đi sau đó bạch thu nhiên liền đưa tay giơ khô lâu chí tiên lên hỏi tiết lăng ngoài ra ngươi có lấy cái này không khô lâu trí tiên cũng bị giật mình bởi cái hành động này của bạch thu nhiên khô lâu lão trí tiên bất giác cười lớn ha ha ngươi đang thăm dò ta cũng đành tiểu hữu cho hắn xác nhận giúp ngươi xem lời ta nói là thật hay không tiết lăng mặt không cảm xúc nhìn khô lâu trí tiên một lúc rồi lại nhắm mắt như đang lục tìm trong trí nhớ thứ gì đó một lúc sau tiết lăng mới mở miệng nói vị này nhận được lời chúc phúc của thiên đạo địa phủ không thu được chỉ có trời đích thân thu hắn mới được bạch thu nhiên lại hỏi cũng chính là thiên đạo nên hắn mới còn sống sao trước đó hắn nói mình đã hiến tế tất cả dục vọng cho thiên đạo mới đổi lại được năng lực trí tiên điều này là sự thật không đúng thế những dục vọng khác của hắn đã biến mất rồi khô lâu trí tiên lúc này bất giác nhìn tiết lăng mở miệng nói ồ hai người các ngươi không phải quỷ hồn bình thường nhỉ một kẻ chết oan oán niệm sâu đậm sau khi giết vô số người bị thu phục làm âm sai một kẻ thì sống trên chiến trường bị vứt bỏ trên chiến trường cũng chết ở chiến trường quỷ anh sinh ra từ việc ăn những mảnh vỡ hồn phách bị nói hết chuyện quá khứ tiết lăng có chút khó chịu liền bảo bạch thu nhiên mau thu hắn lại đi bạch ca liền đưa khô lâu trí tiên ra cho tiết lăng rồi châm chọc nói hai ngươi đem hắn về quỷ giới đi hắn to gan dám tìm hiểu việc riêng tư của ngươi đó không cần không cần ta không thích ôm theo một kẻ thích đào bới quá khứ người khác ngươi giữ mà dùng có lợi cho ngươi đúng thế đúng thế bạch tiểu hữu à không lão bạch à tiếp theo không phải ngươi muốn đi tìm kiếm ở hoàng lăng của yêu giới đời đầu sao đem ta theo rất tiện điểm kỹ năng đầy đủ, vô cùng hữu ích. Khô Lâu Chí Tiên thầm nghĩ trong lòng, âm tà quỷ giới chẳng có gì vui, kẻ nào cũng là loại cùng công việc, cả ngày chỉ biết đến mỗi hai điểm đến, là nhà và cơ quan. Bạch Thu Nhiên miễn cưỡng đồng ý nói, "Bỏ đi, tốt xấu gì ngươi cũng cung cấp manh mối cho ta, ta sẽ miễn cưỡng tin tưởng ngươi một lần, thế ngươi tạm thời đi theo ta nhé." "Được, ta cũng rất muốn tìm hiểu về những chuyện xảy ra giữa hắn, tiên đế đời đầu và thần trong thời kỳ thượng cổ." Mời các bạn xem tiếp hành trình đi tìm manh mối trúc cơ của Bạch Thu Nhiên ở tập sau nhé. Tập 35 xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Mạnh tay nhấn giúp mình một like cho công sức làm video của mình nhé. Thấy hay thì gọi cả họ vào follow giúp mình nha. Mãi yêu các bạn.